so sánh một đứa trẻ này với một đứa trẻ khác là sự xúc phạm ghê gớm. Chúng ta đang thường xuyên làm điều này và không quan tâm đến cảm xúc của những đứa trẻ. Dễ thấy nhất này, điều 5-6 giờ về: con hôm nay được bao nhiêu điểm? Dạ mẹ, hôm nay con được 9 à. Ôi con trai mẹ ngoan cả, thế lớp có đứa nào được 10 không? Chúng ta không quan tâm đến sự phát triển của đứa trẻ. Hôm qua nó được 7, hôm nay nó được 9, thế là phải ghi nhận nó chứ. Cứ so với con là khác làm gì? Khi còn trẻ thì người ta sẽ nhìn vào bố mẹ của các bạn để người ta đối xử với các bạn. Nhưng mà khi các bạn lớn lên rồi, người ta sẽ nhìn vào các bạn để đối xử với bố mẹ của các bạn. Hãy nhớ rằng tốc độ thành công của mình luôn luôn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Nhớ điều đó, luôn luôn nhớ điều đó. Chúng ta không nên bận tâm quá nhiều về những số tiền mà bạn bè đồng trang lứa đang kiếm được. Đôi khi nó khiến các bạn trở nên áp lực, đúng không? Điều quan trọng nhất không phải là người khác họ đang làm gì, mà là bạn đang làm gì cho cuộc sống của mình. Đấy mới là điều quan trọng. Nếu như mà cái thời gian bạn dành để buồn phiền, rồi để so sánh, rồi là để cảm thấy đời bất công đó, bạn dành để học, để trau dồi kiến thức, để chăm chỉ làm việc, để phát triển bản thân mình, thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ thay đổi. Cô nói với con không một điều gì các bạn biết. Nếu người đổ lỗi thì dù có điều gì xảy ra với con cũng sẽ đổ lỗi. Ví dụ bây giờ nếu mẹ áp lực với con việc học, mẹ mắng con phải học đi, thì mẹ biết là con phải học thì mới thành người. Thì con bảo với mẹ rằng là mẹ ơi, mẹ tạo áp lực cho con lắm, con không thể học được, mẹ cứ tạo áp lực như vậy, con phải có quyết định cho cuộc đời của con, mẹ phải cho con tự do, con phải có cái tôi, con phải con chơi. Nhưng nếu như mẹ để cho con chơi, đến một ngày con không thành công, mẹ nhìn thấy được điều đó chứ, thì lúc đấy con lại quay lại trách tại sao ngày đấy mẹ không ép con, mẹ là mẹ của con cơ mà. Như vậy người đổ lỗi thì tất cả mọi thứ đều có lỗi, còn người biết nhìn lại mình thì mọi thứ mình đều có thể thay đổi. Tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn rằng trong cuộc sống này sẽ có những lúc chúng ta vấp ngã và không có ai ở bên cạnh chúng ta hết. Và lúc đó đừng kêu ca, đừng chỉ trích, đừng phàn nàn, đừng khóc lóc, đừng đổ lỗi. Hãy đứng lên mạnh mẽ bằng chính đôi chân của mình. Bởi vì chúng ta sinh ra trên cuộc đời này là một thành công rất lớn. Và đừng lãng phí điều thành công đó. Chúc tất cả các bạn có những ước mơ, những khát vọng lớn, quyết tâm để thực hiện ước mơ của mình. Đừng bao giờ để ai lấy đi ước mơ của các bạn. Và mỗi khi gặp khó khăn, hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Bởi vì các bạn mạnh mẽ và giỏi hơn các bạn tưởng rất nhiều. Bạn không biết rằng mạnh mẽ là gì cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất. Mình không nghĩ mọi thứ trên đời này đều là có sẵn và tự dưng nó có. May mắn, những cơ hội sẽ không bao giờ đến với những người không biết nắm bắt chúng. Mình vẫn luôn tự nhủ rằng là chắc hẳn họ đã cố gắng rất nhiều. Chắc hẳn họ đã phải chịu đựng những điều mà có lẽ là mình không chịu được. Those times when you get up early and you work hard. Those times when you stay up late and you work hard. Those times when you don't feel like working and you don't want to push yourself, you're so tired, but you do it anyway. That's actually the dream. That's the dream. Khi mình còn trẻ, mình đang ở tuổi đẹp nhất, đang ở cái cơ hội nhiều nhất, là không có cái gì để mất. Thì đừng sợ mất, có cái gì đâu mà sợ mất. Nỗi sợ chẳng qua chỉ là một cái cảm giác mà mỗi người đều có để phản vệ trước những điều mà không quen thuộc. Một nơi ở mới, một trải nghiệm mới, một môn học mới, một người bạn mới, tất cả những cái gì mà cơ thể không cảm thấy quen thuộc, nó sẽ tìm cách phản ứng bằng cái nỗi sợ để bảo vệ sự an toàn của chính mình. Đó chính là cái điều làm cho cuộc sống đặc biệt hơn. Nếu như chúng ta không có nỗi sợ, chúng ta mãi mãi không bao giờ thành công được. Nhiệm vụ chúng ta là phải rèn chúng ta một cái bản lĩnh để vượt qua cái nỗi sợ đó. Vậy thì cái gì có thể tạo nên bản lĩnh? Đó là sự trải nghiệm. Chỉ có trải nghiệm mới tạo nên bản lĩnh. Làm sao ra được trải nghiệm? Thử thách bản thân vô tất cả những thứ gì mà mình muốn làm. Tiền chưa nhiều đúng không? Tuổi trẻ còn quá nhiều. Thử hết đi tụi em. Nhưng đừng bao giờ thử một cách qua loa. Đó là lãng phí thời gian. Vì cực kỳ công bằng là ai cũng chỉ có 24 giờ trong ngày, ai cũng 16 giờ một giờ. Vấn đề khác nhau là chúng ta sử dụng thời gian nó như thế nào mà thôi. Nếu chúng ta sử dụng không có ích, không hiệu quả thì chúng ta sẽ đi rất nhanh. Cái quỹ này nó không chỉ là tiền mà có người nhiều ít, thời gian mọi người đều khác nhau. Chỉ có điều là chúng ta sử dụng nó khác nhau thôi. Muốn thành công thì phải biết quý từng giây từng phút cuộc sống mang lại đến cho mình.
Bởi vì tuổi trẻ là một thứ rất quan trọng. Khi mình còn trẻ mình có thể làm hết tất cả mọi thứ. Có những thứ chỉ làm được khi bạn còn trẻ thôi. Qua một độ tuổi mình sẽ không bao giờ làm được rồi. Tuổi trẻ nó là một thời gian rất là đẹp. Nếu mà để nó trôi qua một cách không có gì đáng nhớ thì nó sẽ rất là phí. Và chắc chắn là sau này mình sẽ tiếc nuối rất là nhiều. Tuổi trẻ cái gì thì thiếu tiền bạc, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm, thiếu mối quan hệ, cái gì thiếu hết. Nhưng người trẻ thiếu nhất là thiếu định hướng. Một năm ở Việt Nam có thể ra trường bước được 1 triệu thanh niên đó bắt đầu xông lên được, và ai cũng hướng đến cái đích đến đó là thành công. Cái con ông mà đến được thành công nhanh nhất đó chính là con ông biết rồi với cái con người của mình, với năng lực của mình, chúng ta hợp nhất với ngành nào, nghề nào, hoặc là đi đâu hướng nào, làm cái gì để nhanh chóng thành công hơn. Mình chỉ sống duy nhất một lần và không bao giờ có cơ hội thứ hai. Bởi vậy thay vì mình sau này mình sẽ tiếc nuối thì hãy làm gì đó để sau này nghĩ lại thời trẻ của mình mỉm cười, mình cảm thấy ok, mình có những cái trải thực, mình không bao giờ hối hận. Thế nếu bây giờ mà vẫn chưa tập trung ấy, ông hờ chủ quan ấy, thì em đang tự mình là trao tấm vé đại học cho người khác. Mà em bảo là dù em học em thấy áp lực, em thấy mệt mỏi lắm, ok em gục ngã đi, em gục ngã để thằng khác nó dẫm lên em, nó trà đạp lên em để nó đi lên thôi. Đơn giản mà, cuộc sống mà, em không cố gắng thì người khác lại dẫm lên em thôi. Nếu em không muốn làm bàn đạp cho người khác không? Các bạn học sinh lớp 12 như em đang cố gắng từng giờ. Khi còn trẻ thì người ta sẽ nhìn vào bố mẹ của các bạn để người ta đối xử với các bạn. Nhưng mà khi các bạn lớn lên rồi, người ta sẽ nhìn vào các bạn để đối xử với bố mẹ của các bạn. Hãy nhớ rằng tốc độ thành công của mình luôn luôn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Nhớ điều đó. Luôn luôn nhớ điều đó. Bạn muốn bứt phá bản thân thì hãy nghe những cái điều này. Một, những thứ dễ dàng như giải trí thì ai cũng làm được, nhưng nó không giúp bạn phát triển. Còn việc học rất chán, khó, thậm chí chẳng mấy ai thích, nhưng nó lại giúp bạn trở thành một viên kim cương sáng giá. Hãy nhớ, có áp lực thì mới có kim cương. 2, suy nghĩ tạo ra hành động. Nếu bạn cứ nghĩ thôi để mai làm, thôi để mai tính, thì cái ngày mai đó sẽ kéo dài mãi mãi và trì hoãn sự hành động của bạn. Hãy thay đổi ngay lúc này đây, chứ không phải là ngày mai. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Who do you think you are? Running around leaving scars. Letting out the blood. I believe Spider-Man's control and Batman wins.